Hôi nách, hôi chân là vấn đề không phải của riêng ai. Nó khiến chúng ta khó chịu rồi mất tự tin đấy. Và cũng có khá nhiều giải pháp. Như dạng bột thì có bột phèn chua này. Dạng xịt, dạng lăn thì có chứa các muối nhôm và một vài loại cây cỏ. Còn ở đây, mình có serum dạng lỏng này, giúp giảm mùi hôi và làm sáng da nữa. Vậy thành phần của nó có chất gì hay? Cùng tìm hiểu trong video này nhé. Đầu tiên, để giảm mùi hôi thì cái serum Lana này sử dụng một loại thảo mộc rất gần gũi và cổ truyền. Đấy chính là lá trầu không. Trầu không là một loại lá có vị cay nồng, thơm mạnh và có chứa nhiều tannin, polyphenol rồi diataza, nên có khả năng chống oxy hóa và hạn chế vi khuẩn rất tốt. Nên cái chiết xuất của nó có tác dụng tốt với các vấn đề ngoài da và giảm mùi hôi cho cơ thể. Đấy, nên là cái serum này không chỉ dùng ở nách được mà mình dùng lên tay chân cũng ổn luôn. Ngoài cái tác dụng giảm mùi hôi và bớt mồ hôi ở nách